vụ Vạn Thịnh Phát, tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất là ai? Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt giam khẩn hai cán bộ công an. Vụ Việt Á, Phan Quốc Việt nhất quyết phủ nhận chủ mưu, đề nghị trả lại 54 sổ tiết kiệm. Gần 400 công nhân ở Vĩnh Phúc có biểu hiện bất thường sau bữa trưa tại công ty. báo động về số lượng bão xuất hiện đổ bộ vào đất liền. Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những thông tin nổi bật có trong bản tin. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, chân dung của nhiều kẻ phạm tội giúp Trương Mỹ Lan đã bị lật tẩy. Trong số này có Đỗ Thị Nhàn, cựu cụ cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã nhận hối lộ với số tiền lên đến 5,2 triệu đô la Mỹ, được coi là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng tới đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phải nhận tội, xong quá trình bị cáo này bưng bít cho Trương Mỹ Lan khiến nhiều người vẫn phải giật mình. Trong bản tuyên án với 86 bị cáo của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, có thể thấy về nhóm các bị cáo của cơ quan nhà nước trong đoàn thanh tra tại SCB Hội đồng xét xử tuyên tù trung thân bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước về tội nhận hối lộ. Đối với số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ mà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ và các khoản tiền mà 16 bị cáo trong đoàn thanh tra theo hội đồng xét xử phải thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng việc bị cáo Nhàn nhận tiền diễn ra trong thời gian dài, bị cáo Nhàn nhận số tiền đặc biệt lớn, đây là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất ảnh hưởng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sau khi nhận tiền, Đỗ Thị Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này. Trong đợt thanh tra lần 2, bị cáo Nhàn chủ động đề xuất bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước, thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại tòa, Đỗ Thị Nhàn nêu lý do nhận 5,2 triệu đô la Mỹ nhằm bảo vệ gia đình vì thấy nhiều bị can trong vụ án đã chết. Song hội đồng xét xử thấy lời trình bày của bị cáo Đỗ Thị Nhàn không có căn cứ. Hội đồng xét xử lý giải, quá trình nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn thực hiện trong thời gian dài. Nếu không muốn nhận thì bị cáo Đỗ Thị Nhàn có thể không nhận tiền. Hơn nữa Đỗ Thị Nhàn còn cho mật khẩu nhà để bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền vào nhà. Còn một số người đã chết trong quá trình điều tra là chết sau khi vụ án khởi tố năm 2022 sau thời gian bị cáo nhận tiền rất lâu nên không có căn cứ chấp nhận lời trình bày của bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo nhàn chưa thành thật, thừa nhận vi phạm tội nên cần phải có mức án nghiêm khắc nhất. Nhưng xét bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định, với vai trò trách nhiệm được giao là trưởng đoàn thanh tra, nhưng Đỗ Thị Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu. Kết quả điều tra xác định cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB. Hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn để giúp đỡ Trương Mỹ Lan tạo điều kiện cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm về việc nhận tiền từ SCB cựu cục trưởng Khai, trong thời gian thanh tra tại ngân hàng SCB, nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị, Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn, tổng số tiền đã nhận là 5,2 triệu đô la Mỹ. Trong phần bào chữa bổ sung của bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa, bị cáo cho biết mình và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, quen biết nhau từ năm 2009. Thời điểm đó Văn đang làm tại một tập đoàn lớn tại Việt Nam và có hỗ trợ cho cán bộ cơ quan bị cáo bị cáo Văn khai chơi với con của bị cáo là sai vì từ năm 2009, con bị cáo đang là sinh viên năm nhất thì làm sao chơi với Văn đang làm trong tập đoàn lớn. Trích lời cựu cục trưởng cho rằng Văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời. Chẳng hạn như việc Văn tặng bị cáo hồ lô thì bị cáo tặng lại Văn Phật thủ. Tuy nhiên người đã tố giác hành vi của bà Nhàn đó là Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra làm rõ vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Phạm Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan giai đoạn 2. Kết quả điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư An Đông, công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, công ty cổ phần dịch vụ thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua, các trái chủ huy động tiền và chiếm đoạt Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án. Trước đó qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án vạn thịnh phát. Bà Trương Mỹ Lan đã dùng nhiều chiêu trò để bao rút tiền từ ngân hàng SCB Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Thậm chí hàng trăm ngàn tỷ đồng đã được chuyển thẳng tới nhà bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Lái xe Bùi Văn Dũng và trợ lý Trần Thị Hoàng Uyên là hai cá nhân trực tiếp giúp bà Lan vận chuyển và phân phối số tiền khủng rút ra từ ngân hàng SCB. Theo điều tra, sổ tay ghi chép và lời khai của Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý Trương Mỹ Lan cho biết từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022. Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Dũng đã vận chuyển tiền từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của nữ doanh nhân này khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ. Số tiền mặt trên được rút ra khỏi SCB không chỉ từ khoản vay tín dụng của ngân hàng mà còn có nguồn từ phát hành trái phiếu. Những chuyến xe chở tiền khỏi nhà băng do Bùi Văn Dũng lái sẽ đi về nhà bà Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood hoặc về tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, lái xe Dũng sẽ trực tiếp bàn giao tiền cho các cá nhân đến nhận hoặc giao tiền cho Trần Thị Hoàng Uyên. Bà Uyên sau đó giao tiền cho những người đến nhận, xong không lưu giữ ghi chép về những người nhận tiền. Hiện cả Bùi Văn Dũng và Trần Thị Hoàng Uyên đều bị khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng được công an tách ra điều tra ở giai đoạn sau nhằm rút dòng tiền cực lớn từ SCB. Bà chủ Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã tạo nhiều phương thức rút tiền rất chuyên nghiệp để hợp thức việc rút tiền sử dụng cho các mục đích của mình, tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện có điều kiện truy vết theo dòng tiền để phát hiện sai phạm. Trương Mỹ Lan chỉ đạo người thân tín tại SCB và cấp dưới tại Vạn Thịnh Phát sử dụng các phương án vay vốn khống đã tạo lập để thực hiện giải ngân chuyển tiền vào các tài khoản của cá nhân, pháp nhân ma nhằm chuyển tiền ra khỏi hệ thống của SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền. Việc rút tiền tại SCB được thực hiện như sau. Khi cần tiền sử dụng, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo một số chi nhánh lớn của SCB thực hiện việc rút tiền dưới hai hình thức: rút tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của các công ty ma, cá nhân trong nhóm. Các cá nhân đại diện pháp nhân sẽ được hẹn đến ngân hàng để ký chứng từ rút tiền. Sau đó, tiền sẽ được chuyển về tận nhà cho bà Lan tại tòa nhà Sergut ở 127 Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chưa cần sử dụng tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, phối hợp với Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, sử dụng các cá nhân, pháp nhân mở tài khoản tại ngân hàng SCB để nhận tiền, chuyển tiền từ các công ty được giải ngân sang các tài khoản của cá nhân, pháp nhân này. Khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền long vòng chuyển đến các tài khoản theo mục đích sử dụng của trường Mỹ Lan. Đáng chú ý, kết quả điều tra đến nay chỉ ghi nhận có việc giải ngân chuyển tiền từ ngân hàng SCB đến các cá nhân, pháp nhân vay vốn. Từ các cá nhân, pháp nhân vay vốn này, tiền đã được chuyển đến tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân F1 nhận tiền khác. Thưa quý vị, liên tục bản tin hôm nay mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Ngày 15 tháng 5, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bắt giam hai cán bộ công an xã từng công tác tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, ông Bùi Vĩnh Hoan, 34 tuổi, thượng úy, nguyên cán bộ công an xã Bình Sơn và ông Phan Đăng Quyết, 33 tuổi, trung úy cán bộ công an xã Bình Sơn bị khởi tố về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Nguồn tin cho biết trong quá trình kiểm tra, thanh tra một số hồ sơ vụ án mà công an huyện Long Thành thụ lý nhiều năm, cơ quan chức năng phát hiện có một số hồ sơ vụ án tại xã Bình Sơn vào năm 2020 có dấu hiệu không truy cứu trách nhiệm hình sự với người có tội. Sau đó, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành thẩm tra, kiểm tra toàn bộ quy trình xử lý vụ án này và có căn cứ xác định những cán bộ nêu trên đã không truy cứu trách nhiệm hình sự với người có tội. Ngày 16 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và nhiều bị cáo trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tiếp tục phần xét hỏi. Trong vụ án này, Công ty Việt Á có đơn kháng cáo đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước. Số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán ký xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án. Tại tòa, đại diện công ty Việt Á cho rằng bản án sơ thẩm tuyên tịch thu hơn 630 tỷ đồng là tiền của công ty vì cho rằng thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm đấu thầu. Bên cạnh đó, đại diện Việt Á cũng kháng cáo đòi nợ hơn 1.200 tỷ đồng của 80 đơn vị. Trong đó, các đơn vị thuộc nhà nước nợ hơn 674 tỷ đồng, các đơn vị tư nhân còn nợ hơn 563 tỷ đồng. Doanh nghiệp này mong muốn tòa phúc thẩm tuyên buộc phía đối tác phải trả tiền cho mình. Về vấn đề này, Hội đồng xét xử cho hay việc nợ nần giữa hai bên là giao dịch dân sự không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, vì thế tòa không xem xét. Công ty Việt Á có quyền khởi kiện dân sự với những đơn vị còn nợ tiền kít xét nghiệm của mình. Ngoài ra, tại phiên phúc thẩm trước đó, cựu chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt đã phủ nhận chủ mưu, nói phải một mình khắc phục hậu quả là chưa hợp lý. Việt cho rằng với sai phạm tại 24 tỉnh thành và cơ sở y tế liên quan vụ án, nếu có sai phạm bị cáo chỉ là đồng phạm chứ không phải chủ mưu. Nếu có thiệt hại, CDC các tỉnh cũng phải cùng bồi thường chứ không thể quy cho mình Việt. Theo bị cáo Việt, không thể nói việc Việt Á bán kit test giá cao là khống giá vì đây là loại hàng hóa nhà nước không được áp giá mà theo cơ chế thị trường nguyên tắc thuận mua vừa bán. Trong phiên phúc thẩm, gia đình Việt cũng kháng cáo phần dân sự đề nghị được tuyên trả lại 54 sổ tiết kiệm của mẹ và các con bị cáo, tổng hơn 142 tỷ đồng số tài sản này bị tòa sơ thẩm cho rằng đều là tài sản có được từ việc bán ký test xét nghiệm của việt á nên không trả lại mà tiếp tục kê biên đảm bảo thi hành án cùng các tài sản khác của việt bị cáo việt cho rằng đó là tiền trả nợ mẹ có được từ hoạt động khác của việt á tuy nhiên khi đại diện viện kiểm sát lập tức trích đọc lại lời khai của việt tại cơ quan điều tra khi đó việt đã nói tiền chuyển vào sổ tiết kiệm của mẹ đẻ là tiền có được từ bán ký test Tối 15 tháng 5, ông Nguyễn Đức Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xác nhận. Đơn vị đang tiếp nhận điều trị cho gần 100 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cho biết, gần 100 bệnh nhân đều là công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Trang Việt Nam thuộc khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Theo lời kể của những công nhân, vào buổi chiều có khoảng 500 công nhân ăn bánh đa cua tại công ty. Tuy nhiên sau đó gần 100 người xuất hiện các biểu hiện nôn ói, đau bụng và nhập viện. Ông Phước nói, qua lời kể của công nhân, chúng tôi nghi ngờ họ bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể như thế nào thì vẫn cần lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Trang Việt Nam có khoảng 1.200 công nhân. Đây là một trong những công ty sản xuất đồ điện dân dụng được thành lập vào năm 2019. Trước đó, ngày 1 tháng 5, trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến hơn 500 người nhập viện. Cụ thể, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn tiêu chảy. Các bệnh nhân cho biết tất cả đều ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì B, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trong khoảng từ chiều đến tối ngày 30 tháng 4. Sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau bụng thì một số người đã tự mua thuốc uống nhưng vẫn không khỏi. Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cấy phân tìm tác nhân gây ngộ độc trên 29 mẫu bệnh phẩm do các bệnh viện và viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ghi nhận 16 trên 29 mẫu dương tính đồng thời với hai chủng vi khuẩn Salmonella và E. coli, 9 trên 29 mẫu dương tính với vi khuẩn E. coli. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì băng, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, khi vụ ngộ độc xảy ra, ghi nhận 4 trên 8 mẫu thực phẩm gồm pate làm từ gan heo và mỡ heo, thịt heo đã qua chế biến, chả lụa, dưa muối chua có vi khuẩn Salmonella. Đại diện Sở Y tế Đồng Nai cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh có liên quan đến vi khuẩn Salmonella. Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc, đề cập tại công điện số 50 CDTTG ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tập trung cứu chữa người bị ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon, Ebenezer Việt Nam thuộc khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân ngộ độc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp Thủ tướng đã chỉ đạo tại công điện số 44 về việc ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm. Về phía Bộ Y tế, Thủ tướng nêu rõ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo áp dụng các biện pháp phù hợp, ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm và kịp thời hỗ trợ các địa phương xử lý, khắc phục hậu quả ngộ độc thực phẩm trong trường hợp cần thiết. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố, bệnh viện Lạc Việt, bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc về các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Ebenezer Việt Nam có triệu chứng bất thường về sức khỏe như nôn, đi ngoài, đau bụng, sốt, hiện đang được điều trị tại các cơ sở này. Báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Ebenezer Việt Nam cho hay, có 3.298 công nhân ăn bữa trưa ngày 14 tháng 5 tại bếp ăn tập thể của công ty. Thực đơn gồm gà xào xả ớt, súp lơ xào chả, dưa cải muối, canh giá đỗ, cơm. Đến 17 giờ 20 phút, có 363 người có biểu hiện bất thường với sức khỏe như nôn, đi ngoài, đau bụng, sốt và được công ty đưa vào các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố cấp cứu ngay trong tối 14 tháng 5, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vụ việc 363 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Xin Ebenezer Việt Nam. Địa chỉ CN14, khu công nghiệp khai quang thành phố Vĩnh Yên, nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để các bệnh nhân có diễn biến nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với tuyến trên. Cơ quan trực thuộc Bộ Y tế đề nghị đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Ebenezer Việt Nam, đồng thời tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Văn bản nêu rõ, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Theo đề nghị của Cục An toàn Thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cần tuyên truyền, giáo dục người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen trong lựa chọn sử dụng thực phẩm để đảm bảo an toàn, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 6 năm 2024, El Nino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80 đến 85%. Từ tháng 7, tháng 8, ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái La Nina với xác suất từ 65 đến 75%. Dự báo trên biển Đông xuất hiện từ 3 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời gian từ nay đến tháng 8 năm 2024. Trong đó khoảng một cơn đổ bộ vào đất liền. Trên phạm vi cả nước, khả năng tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng 5 đến tháng 7 năm 2024. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khô hạn ở Trung Bộ khả năng xuất hiện và kéo dài từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 năm 2024. Cũng theo cơ quan khí tượng, mùa mưa tại Bắc Bộ xuất hiện vào tháng 5, Trung Bộ khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể bắt đầu từ nửa cuối tháng 5, xuất hiện muộn hơn trung bình nhiều năm, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh hơn trung bình. Mùa lũ năm 2024 ít khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, trên các sông Bắc Bộ xuất hiện các đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở mức báo động 1, báo động 2, các sông suối nhỏ ở mức báo động 2 đến báo động 3. Các đợt lũ phổ biến xuất hiện vào tháng 8 năm 2024. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, dòng chảy trên các sông và các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt. Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 năm 2024, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện từ 3 đến 5 đợt lũ và dao động. Các sông khác ở trung bộ mực nước biến đổi chậm. Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở khu vực trung bộ, Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt từ 15 đến 40%, đặc biệt trên sông Bến Hải tỉnh Quảng Trị và sông La Ngà, Nam Bình Thuận, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 65 đến 80%. Từ cuối tháng 5 đến tháng 8 năm 2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước nguy cơ vẫn xảy ra tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Ninh Thuận, đặc biệt tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi. Tại Nam Bộ, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2024, mực nước trên sông Đồng Nai biến đổi chậm. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, trên sông này khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ. Bên cạnh đó, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024 là thời kỳ mưa lũ trên sông Mê Công và sông Kiều Long. Tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về đồng bằng sông Kiều Long xu thế lên dần và ở mức thấp hơn nhiều năm từ 10 đến 15%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo chiều và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,1 đến 0,3 m Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, giai đoạn từ cuối tháng 5 đến tháng 8 năm 2024 là thời kỳ hoạt động của gió mùa Tây Nam, độ cao sóng ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, khoảng từ 2 đến 4 m biển động. Ngoài ra, ven biển Đông Nam Bộ từ nửa cuối tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2024, Xuất hiện 7 đợt chiều cường. Đợt 1 từ ngày 23 tháng 5 đến 28 tháng 5. Đợt 2 trong các ngày mùng 4 tháng 6 đến mùng 9 tháng 6. Đợt 3 từ ngày 22 tháng 6 đến 26 tháng 6. Đợt 4 xuất hiện trong 3 ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 7. Đợt 5 từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024. Đợt 6 từ ngày mùng 4 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2024. Đợt 7 từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 các đợt chiều cường trên mực nước tại trạm Vũng Tàu đều nhỏ hơn 4 mét. Kết hợp nhiệt độ không khí bề mặt được quan sát và tái tạo từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, mùa hè năm 2023 là mùa hè nóng nhất ở Bắc Bán Cầu. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature gần đây. Kết hợp nhiệt độ không khí bề mặt được quan sát và tái tạo từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023 các nhà nghiên cứu nhấn mạnh mùa hè năm 2023 là mùa hè nóng nhất ở Bắc Bán Cầu trong hơn 2.000 năm qua. Nghiên cứu cho thấy, mặc dù nhiệt độ trong mùa hè năm 2023 tăng phù hợp với xu hướng nóng lên do lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính cùng với hình thái thời tiết Enino đang diễn ra. Song điều này cho thấy tính cấp thiết của việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế về giảm phát thải carbon. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu vòng cây từ các địa điểm trên khắp Bắc Bán Cầu để ước tính nhiệt độ toàn cầu từ thế kỷ thứ nhất đến năm 1850, trước khi các công cụ quan sát hiện đại ra đời. Theo ước tính thận trọng của các nhà khoa học, năm 2023 nóng hơn ít nhất 0,5 độ C so với mùa hè nóng nhất ở Bắc Bán Cầu vào thời kỳ đó, mùa hè năm 246. Nếu ước tính rộng rãi, mức chênh lệch thậm chí lên đến 1,19 độ C. Các nhà khoa học cho biết, 25 trong số 28 năm qua đã vượt quá mức nhiệt cao nhất vào mùa hè năm 246. Trong khi đó, mùa hè mát mẻ nhất 2000 năm qua lại thấp hơn gần 4 độ C so với nhiệt độ mùa hè năm 2023 ở Bắc Bán Cầu do một vụ phun trào núi lửa lớn. Hoạt động núi lửa cũng có thể mang lại điều kiện mát mẻ hơn trong tương lai, nhưng cuối cùng, việc con người thải khí nhà kính sẽ tiếp tục giữ lại nhiệt trong khí quyển. Một vụ phun trào núi lửa năm 1991 đã giúp giảm nhẹ tác động của Enino, hệ thống thời tiết khiến Thái Bình Dương ấm lên và có thể khiến thế giới nóng hơn vào năm 1992. Sau khi hiệu quả giảm, Nhiệt độ lại tăng vọt vào năm 1998. Nghiên cứu mới cho biết, đây là một trong những mùa hè nóng nhất sau mùa hè năm 2023 và 2016, hai năm có El Nino. Jan Esper, tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư khí hậu tại Đại học Johannes Gutenberg của Đức cho biết, cách duy nhất để kiềm chế nhiệt độ tăng là lập tức bắt đầu giảm phát thải. Chúng ta càng chờ đợi lâu thì việc này sẽ càng khó khăn và tốn kém thưa quý vị thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật của báo thanh hóa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại